Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 5 tại tỉnh Hòa Bình, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo lần 2 hướng dẫn thực hiện quy định số 58 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị. Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ban Tổ chức 27 tỉnh thành ủy phía Bắc. Việc ban hành hướng dẫn để thực hiện quy định của Bộ Chính trị là một cách thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị là hết sức quan trọng và cần thiết, kịp thời phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác cán bộ nói riêng, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng nói chung. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào những vấn đề hiện vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, thẩm quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị, giải thích từ ngữ, cơ quan vị trí trọng yếu, cơ mật, một số vấn đề chính trị hiện nay. Ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá cao các ý kiến góp ý của Ban Tổ chức các tỉnh thành ủy và các cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các địa phương. Hầu hết các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề khó, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bám sát mục tiêu, yêu cầu đặt ra, góp phần xây dựng hướng dẫn chất lượng, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đòi hỏi hiện nay.